Trong thời gian dịch COVID-19 kéo dài, công việc và thu nhập bị ảnh hưởng, nhiều người bắt đầu tìm đến cơ hội để kiếm tiền online. Gần đây thì nhiều bài viết đã chia sẻ về một ứng dụng đầu tư uy tín mới ra mắt với lời giới thiệu là đầu tư vaccine hứa hẹn lãi từ 5 cho đến 8% một ngày. Người dùng bỏ ra hơn 1 triệu đồng, sau một ngày thì có thể thu lãi gần 100.000 đồng. Tin rằng là việc đầu tư vaccine COVID-19 qua ứng dụng này sẽ thu lời hàng ngày. Nhiều người đã bị lừa hàng chục triệu đồng khi ứng dụng này bị sập và không thể rút được tiền ra. 1 triệu nè, thì một ngày chúng ta lãi 5,8%, là một ngày chúng ta lãi được 58.000 nha các bạn. Đây là những lời giới thiệu về một ứng dụng đầu tư uy tín với sản phẩm đầu tư vaccine. Mỗi một gói sẽ được đặt theo tên một loại vaccine nổi tiếng trên thế giới. Đầu tư với số tiền càng cao, tiền lãi mà người dùng được hưởng hứa hẹn càng lớn. Ứng dụng còn hiển thị tiến độ đầu tư của các gói, gói nào đạt 100% tiến độ sẽ bị đóng. Vì vậy, nhiều người đã quyết định đầu tư nhanh vì sợ mất cơ hội. Khi đã thu hút được lượng lớn người dùng nhất định, những ứng dụng này sập và người chơi mất trắng số tiền đã đầu tư. Thì các cái chiến dịch lừa đảo trực tuyến thì khai thác vào các điểm yếu của con người, đó là lòng tham, sự nhẹ dạ hay là sự thương người của chúng ta. Và các kẻ xấu thì tận dụng những cái đặc điểm của công nghệ để lên các cái kịch bản khác nhau. Thì trong cái đại dịch Covid này, thì các cái chiến dịch lừa đảo trực tuyến đã lợi dụng cái việc đầu tư vào vaccine hay là các thiết bị y tế. Dịch bệnh khiến nhiều người gặp khó khăn về tài chính. Chỉ cần vào một số trang mạng xã hội, có thể nhìn thấy hàng chục hội nhóm kiếm tiền online, kiếm tiền 5.0, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Nhưng hầu hết trong số này là lừa đảo, với hình thức phổ biến là dụ người dùng bằng đầu tư với lãi suất cao không tưởng. Các đối tượng đã tạo ra các ứng dụng mang tên vaccine để khiến cho người dân tin rằng các ứng dụng này là của các cơ quan, tổ chức đang kinh doanh vaccine. Hành vi này là hành vi gian dối, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền, có thể phạm vào tội là sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 của Bộ luật hình sự. Chúng ta nhìn thấy những cái tài khoản chúng ta gia tăng hàng ngày, các con số về lợi nhuận hàng ngày, hàng tuần, nhưng thực chất thì tất cả những con số đấy là đều là ảo. Người dùng có thể nhận diện mô hình lừa đảo đầu tư online qua một số dấu hiệu như kêu gọi đầu tư làm giàu nhanh, hứa hẹn trả lãi suất cực cao, cam kết không có rủi ro hoặc rủi ro đầu tư rất thấp, hoàn vốn theo tỷ lệ cố định, khó rút vốn và thường đưa ra những lời mời chào các gói đầu tư tiếp với lãi suất cao hơn.